Chào buổi chiều tất cả mọi người, mình sắp đầu thông tin chiều ngày hôm nay, ngày 25 tháng 8 thì dòng trơm cách ly để phòng chống dịch Covid-19 tại một phần ấp Thới Trị, xã Châu Hòa. Thì cụ thể như sau: vị trí hướng đông giáp tỉnh lộ 883, hướng tây giáp huyện lộ 173, hướng nam giáp tổ nhân dân tự quản số 9, ấp Thới Trị, hướng bắc giáp tổ nhân dân tự quản số 11, ấp Thới Trị, thì diện tích khoảng 3 hectare, số hộ là 8 hộ, có tổng là 29 nhân khẩu. Thời gian từ 7 giờ sáng hôm qua 24 tháng 8 đến 7 giờ ngày 7 tháng 9 thì giao cho Ủy ban Nhân dân xã Châu Hòa có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thực hiện cách ly khu dân cư nêu trên và thực hiện các biện pháp giám sát phòng chống dịch theo quy định. Và thông tin tiếp theo, tại Châu Thành đăng tin bịa đặt vu khống ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, một phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng. Ngày 24 tháng 8, Công an huyện Châu Thành trao quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre đối với bà B, sinh năm 69, thường trú thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, đã có vi phạm điểm A khoảng 1 điều 101 nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, mức phạt tiền là 7,5 triệu đồng. Trước đó, bà B bịa ra câu chuyện Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thị trấn Châu Thành chỉ tiêm vaccine cho người quen, thấy vaccine tốt nên tiêm cho người nhà mà không tiêm cho người dân, để đăng lên mạng xã hội Facebook. Đây tiếp tục là lời răn đe cho một số người dùng mạng xã hội nói chung và Facebook nói riêng có thói quen ý định đưa thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Thông tin cuối cùng cho bản tin tối ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre ngày 25 tháng 8. Thì theo đó, Bến Tre có 3 ca mắc mới tính từ 11 giờ trưa đến 6 giờ chiều ngày hôm nay. Thì 3 ca mắc mới bao gồm Châu Thành là 1 ca, ở Tiên Phú 1, xã Tiên Long, thành phố Bến Tre là 1 ca, ở Bình Thắng, phường 6, thì Ba Tri là 1 ca, ở xã An Hiệp. Tất cả 3 ca đều trong khu cách ly và phong tỏa. Thì tính đến chiều ngày hôm nay, ngày 25 tháng 8, Bến Tre có 1.638 ca dương tính với Covid-19. Thì trong ngày hôm nay ghi nhận thêm 1 ca tử vong ở thành phố. Thì thông tin chúng tôi sẽ bổ sung sau trong bản tin tiếp theo. Thì tính đến ngày hôm nay, Bến Tre có 38 ca tử vong và số ca ra viện trong ngày là 48 ca. Thì tính đến ngày hôm nay, Bến Tre có 1.060 ca đã ra viện. Mình cũng xin kết thúc nhanh bản tin chiều ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.